tự theo mà. Gái cho anh học ít, trai cho học nhiều. Dạ. Gái người ta bằng ngoại người ta, còn gái đổi heo. Đổi heo. Bây giờ gái nhờ chết mẹ luôn rồi bây giờ nè. Dạ. Mà ai lại khách tới nhà mẹ ở trong nhà bếp chứ mày lú ra mày ngừng tới luôn bây giờ khách về là kêu lên cuối rồi. Cuối rồi. Quýnh rồi bắt đầu phân tay á. À, còn lại ba lại tội lỗi gì mà quýnh rồi còn bắt xin lỗi rồi còn lại trời không, ơi không dám khóc chạy ra ngoài hè mà nó nuốt nó trời ơi nó đau bước ngủ bay được mà bằng ngày tao không ngủ á tao không nằm tối ngày tao không biết ngủ ngày mà tao không biết nằm thế mà không bằng ngày vậy đó hồi đó tao còn con gái đó ba tao không khó là ngủ ngày không đến chết hồi tao còn gái á hồi lúc trận cả tao đó chồng đi coi chưa biết chồng ra sao mà hâu gã là phải chịu không chịu là bị từ cái phải chịu thôi ba tao đâu có bây giờ tao không biết ngủ ngày mà tao không biết nằm tao không biết bằng giật giữa chứ bằng đêm chết 4 năm lần nhưng mà bằng ngày không ngủ hồi đó sao ông cụ câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa cô chú anh chị, thì đồng hành với video tiếp theo của Nghĩa ngày hôm nay cũng là chú Hai đây cô chú anh chị. Chú Hai dẫn Nghĩa rất nhiều hoàn cảnh và đến hôm nay thì bà cụ này sao chú Hai ha? Thì Nghĩa chú chào cô chú anh chị trong cộng đồng đi. Chào cô chú á. Thì ở đây thì chú có người em ở chợ Trà Cú. Dạ. Là giới thiệu là nói là bà cụ này 84, 85 gì đó. Dạ. Chú cũng hơi quên là nuôi đứa con mà bị bệnh thần kinh đó, như tai biến đó. Dạ. Thì giờ là chú cũng hồi đó giờ chú chưa tay tới đây. Dạ. Thì bữa nay là chú tới đây mới biết nhà bà cụ hỏi thăm cũng, con thấy nãy giờ mình hỏi thăm cũng nhiều chỗ rồi đó mới tới đó. Dạ. Bây giờ sáng dĩ rồi đi nhưng mà chú thấy mình đi tùm lum quay tùm lum mà cho quần trao hoàn cảnh đó thì chở cái gì đó qua đây không được. Dạ. Thôi vậy mình vô nhà đi nghe. Là bà cụ này là nuôi một ở đây một mình nuôi một người con bị khờ mà bị tai biến nữa. Bên tai biến. Dạ. Bị khờ. Còn cái nhà này là chú có chắc là phải hỏi bà cụ chú Hai. Dạ, ha. Hỏi bà cụ đi. Dạ, tại vì Nghĩa cũng xin thưa quý ông bà cô chú anh chị thì cái khó ở trước mắt của bà cụ là bà cụ lớn tuổi nuôi một người con bị bệnh khờ mà lại tai biến nữa. Chứ thật ra thì nhà cửa thì cũng gọi là ổn định chú Hai ha. À, cái nào mình nói trước cho ông bà cô chú thấy được cái hình ảnh đó. Đây là bà cụ. Con chào bà ơi. Con chào bác ơi. Cả bà hết. Con gửi cho bà cái này nè, bà nói chuyện cho ông bà cô chú nghe. Bà biết cái này cái gì không? Không, cái gì? Kể nó để đi cho ông bà cô chú nghe. Để nghe bà. Cô chừng nào mới lấy ra? Không, chừng nào rồi thì con lấy ra. Vậy lấy trả lại phải không? Dạ dạ. Cái đó trả lại chứ con không có cho nghe. Thôi rồi, ta hỏi cái gì mít cũng giới đặt không sao. Rồi gì nữa không? Dạ cái này là bà đang đút cho nhỏ này. Đút cơm cho cái này là chị hay anh vậy bà? Nhỏ là con tao. Ý là con gái bà chị gái ha. Con gái. Dạ dạ bà đút đi ạ. Rồi bà tới. 50 mấy rồi 60 tuổi rồi đó. Ồ lớn vậy hả bà? Bà 18. Bà là bà thứ ba đúng không bà? Bà thứ ba, cô nhỏ ngoài giới thiệu bà là thứ bảy. Dạ, nhỏ dạ. Em ta. Dạ. Nên là đúc nè. Ăn như cho heo ăn vậy. Trời ơi. Vậy cho mới được, vậy mà con mắc nhãn. Dạ. Nè coi, ăn cơm nè con. Nè con. Con, nè ăn cơm nè con, ăn cơm nè con. Mỗi lần ăn dễ không bà hà bà? Thôi ăn đúc từ chút vậy con. Nè, đó nhả là thấy không? Đó. Khó nguội lắm.
đó mày thấy không, đi trên này xuống này. Trời ơi. Ủa sao con thấy chị nhắm mắt suốt vậy bà? Đuôi hai mắt hết trơn rồi. Ồ. Hồi đó còn mình tai biến 4-5 năm nay rồi. Mà tôi không thấy đường, rửa tay rửa chân đâu con mạnh gì được không? Là cũng như là mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày của chị ấy là bà ba phải giúp hết. Đó, bữa nay nghẹn lên nhận suốt rồi nè. Đó, thấy không? Cho ăn uống nước trước rồi mới cho ăn mà còn bị nghẹn. Dạ. Ừ. Quậy thuốc sẵn ăn rồi uống nè. Cho thầy với con. À. Thấy không? Đây vậy á. Đồ bệnh cũng không à, cho bệnh buồn không có được. Dạ. Khăn chùi, khăn miệng, khăn gì tùm lum hết trơn. Bé ai nói mà tao nuôi kỹ nó còn sống cho thôi, nó chết mấy chục năm à. Dạ. Chỉ ăn một lần được nhiều không bà ba? Nó ăn một chén hay một chút. Đó. Ăn vậy đó, rồi vậy đó. Ôi. Bà ba chỉ có nói chuyện gì được không bà ba? Không, bây giờ trong hết trơn, đuôi thôi luôn, không thấy đường luôn. Đây cô chú anh chị. Tao nuôi nó tao chịch, nó dự tao thấy nó hở chỗ miếng nước, nha. Dạ. Đói cũng không kêu mà no cũng không nói. Dạ. Tự tao có đồng hồ tao cho ăn luôn. À, cũng như giờ là không biết gì hết, chừng nào cho ăn thì cho, không cho thì thôi. Ngủ, đóng vòng vòng sợ lăn với sàn tao ẩm hết nổi rồi, thành ra tao mới đóng vòng vòng tao bỏ mụn mài. Ai kêu anh? Chịu ăn đi trời, gần gớt cho trời nữa hay gì vậy trời. Dán ăn con. Là bà thứ ba hả, bà thứ tám bà ơi? Bà thứ ba, thứ tám thì thứ ổng. À, hằng chi con mới nghe cái chị đó lại kêu cho bà tám. Ở đây là gánh bên chồng. À. Ừ. Thứ dạ. Tao là thứ tao trong số trăm thôi. Dạ dạ. Là chị này bệnh bao nhiêu năm rồi bà ba? Năm nay nữa là 4 năm rưỡi rồi đó. 4 năm rưỡi ha. Ừ. Là 4 năm rưỡi nay là một tay bà ba chăm sóc. Vậy chứ ai? Dạ. Vậy là tao ổng nó giết rồi. Rồi tao cái đầu tao bới rồi giờ tao hết. Ẩm dưới hết nổi, bây giờ ẩm hết nổi rồi. Dạ. Lúc đó một lần nó mập dữ lắm. Dạ. Nó mềm mịt luôn, bị thịt luôn. Mà nó lùn khó ẩm. Tao với vợ thì mình giới thiệu ra, bà tao khiêng hai đứa khiêng. Bữa nay bỏ cơm nữa rồi mày, ăn hết thịt rồi. Hồi sáng giờ bà ba có cho chị ăn gì chưa bà ba? Ăn dưới sáng chứ. Hồi sáng thức dậy hả, biết không? Phát thành rồi tao thức. Để tao đi dắt mùng tao, nó thức cách tao dắt, tao rửa mặt mày cho. Rồi có cho ăn bánh uống ly sữa ha. Yeah. Rồi hồi có 10 giờ cho ăn cơm, rồi tới giờ 3 giờ cho ăn. Dạ. Giật giờ cho ăn thì ăn tối bên nằm không tiêu. Dạ. Bởi tới người ta không có đi đâu được. Mà tao dòm nó hoài, mà đem nó không ngủ coi. Nó đập dán, đập phơi, nó hầm, nó hát, nó cừ sặc sặc. Bằng ngày ngủ, nãy giờ ngủ. Bằng đây, bởi ai mà mình yếu con dí không dám nuôi đâu. Tao nuôi không. Rồi như công việc của bà ba hàng ngày là mình, bà ba làm gì bà ba ơi? Hả? Như bà ba hàng ngày đó ở đây là bà ba làm công việc gì á? Trời ơi, tao không ở không. Ha. Mình cỏ, chặt tưới, gấp lấy dừa, bữa giờ dừa. Giặt ngã nhỏ này ha. Là thấy một hai giờ rồi đó. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi bắt đầu quét tước xanh quanh trước quốc. Được. Vậy. Mà bữa nào cũng vậy. Mà dây vô nhỏ này cách đó 1 giờ rồi. Dạ. Tụi tao ăn cơm có chừng 4-5 giờ rồi thập mùng rồi đốt nhang cái rồi. Thiện Phật rồi cái tối tao. Cũng như là ngày nào cũng lo cho chị ấy xong rồi bà ba mới ăn cơm. Ừ. Dạ. Nó ăn trước lại nó ăn tối nó ăn không tiêu. Rồi ở đây mình mua đồ ăn thì sao bà ba? Trời ơi, nó bán cá rồi theo đi ngang đây là cơm. À, ngay lộ mình ha. Mình nhóc hết trơn. Dạ. Cho ăn, cho ăn đâu phải cho ăn đẩy đâu. Thịt heo. Tôi là cá lóc. Chứ không dám cho cá trắng thì nó ho. Dạ. Sợ nó ngứa. Dạ. Ờ. Đi. Nhỏ nhỉ, nhỏ nhã gì đâu mục tiêu đâu. Rồi cũng như là chị ấy như vậy là nhà nước có hỗ trợ tiền gì không bà ba? Có lãnh lương. Hằng tháng bà ba mức được nhiêu không? Nó được 700. 700. Nó cũng như nó hai lần. Dạ. Ở đây 350, 350 rồi 700. Dạ. Còn bà ba là cũng có tiền lương luôn hả? Cũng vậy luôn. Bà ba nó nói năm nay là bà ba nhiêu tuổi bà ba ơi? 86. Bà ba năm nay 86 tuổi. À, ừ. Ở đây là hiện giờ là nhà mình ở đây có một mình bà ba thôi. Ừ. Với cái chị này. Ừ. Rồi bà ba được mấy người con bà ba? Hồi đó có 7-8 đứa mà giờ nó theo ổng rồi. Bây giờ còn hai đứa con gái mạnh giỏi với nhỏ này là ba. Với hai thằng trai. Năm. Cũng đi làm ăn xa hết rồi bà ba hả? Cái thằng cha Út rồi nó mừng hồn nó ở trên Bến Tre chứ. Yeah. Còn thằng thứ ba này nó ở gần tao. Dạ. Yeah. Gần mấy xong mới cắt đây. Dạ. Yeah. Rồi nhỏ kia chở chân
gả cho nhà châu vẫn khổ chăm chứ. Thằng nãy nó biết tư banh chứ. Rồi nhỏ anh gái, gái nhỏ anh gái thứ bảy ở trên xã rồi. Dạ. Rồi mấy anh mấy chị có thường về thăm bà ba không? Lâu lâu nó mới lại, ví dụ 1 tháng 2 tháng nó mất mần quá nó mới không. Dạ. Yeah. Với ta không có điện cho nó hay gì chi. Yeah. Cũng như vậy cho nó mần, nông dân mà nuôi heo gà vậy rồi không có không ra. Yeah. Rồi nhỏ này bán nước đá, cắt cụp, nó ở mình lên, với đứa con đi học ở thành phố, ở nhà nó đi xuống không được. Dạ. Yeah. Lâu lâu nó mới xuống. Ừ, ăn lần cũng khó mà ba ha. Trời ơi, đúng rồi. Đó chút chút lại nhả vậy hoài đó. Chỉ ăn lần hết tô đó không mà ba? Nó ăn, theo như nó không nhả, nó ăn hết rồi. Trời ơi, ừ. Ăn lần hết tô này luôn. Ừ, mà bữa nay nhả hoài không ăn. Bữa hôm ăn cháo 7 bữa luôn. Rồi ta rước bác sĩ lại cho chích. Cũng như ta điện bác sĩ lại chích. Bà ba con thấy để cái đồ ghế nội bên đó quá trời trên giặt. Tại vì đó. Là sao bà ba? Ta nói rước thầy là không ai chịu hết đâu làm cái đó. Làm đó giống như chưa chỉ ngủ ngon đồ ba ha. Làm ta là bá lát. Mần cỏ, cơm nước với lo cho chị này. Giúp lấy rồi, rồi xong cái mới ăn cơm. Rồi cái ăn cơm xong là lại quay chiều cái tới lo cho chị này ăn nữa. Rồi giặt một thao quần áo luôn. Quần áo chị này bà ba ha. Ừ. Tối một thao rồi tối giặt. Là chị này ngủ ở đây. Ừ. Bà ba ngủ ở trên đó. Ừ. Dạ. Yeah. Bữa nào chị ngủ ngon thì bà ba khỏe, còn bữa nào quậy quá đi. Một đêm nó lại nó phải 4 lần. Bằng sữa cho nằm ngay đắp mền. Là bằng đêm nó không có ngủ. Nó ngủ bằng ngày vậy chứ bằng đêm nó không ngủ. Trời ơi, rồi sao bằng đêm bà ba ngủ? Thì sao cũng thấy tích cực quen. Đêm nào cũng ta thức nó với nó bốn ngày bốn lần ăn đắp nó nằm rồi đó nhiều rồi, khi đắp chịu ăn nữa là nằm rồi nó nào yếu cho mình rồi nè mua thuốc rồi uống rồi nè. Dạ. Ăn chưa rồi mà quậy thuốc rồi nè vậy đây là thấy quậy thuốc rồi. Dạ. Rồi mà thịt mũi cái đâu đây nè một đống quần áo bữa nay có giặt đâu trời mưa hay sao giặt ở chỗ đâu bởi giặt một ngày nào cũng giặt một thao vậy. Yeah. Nó thộn. Rồi hồi trước là ông ba còn sống là ông ba bà ba làm công việc gì bà ba? Làm ruộng. Làm ruộng ha. Ừ. Bây giờ bà ba đâu còn làm nổi không? Ăn không nổi nó làm. Còn mấy công cho mướn mà lấy bậy bạ xài. Cho mướn ha. Ừ. Yeah. Đào năm nay đào vài con. Con hỏi bà ba nè, lương của chị với lương của bà ba với tiền cho mướn được mấy công ruộng lấy lúa ăn ha. Mấy công ruộng thì coi nhà hư, nhà sụp đây nè, tâm hết trơn mới làm lại, không có đủ đâu. Rồi lắm nào đau, còn chích cả chịu. Tao. Ý là con hỏi cái nguồn tiền vô bà ba đủ xài không, đủ xây không? Không có đủ, mà đều nhấn nhúc. Nhấn nhúc ha. Ừ. Ít đau thì đỡ, yeah. Đau bác sĩ 1-2 triệu rồi, ý là đau ít. Trong mình bà ba bệnh gì? Tao ha, cái giờ này nó tê, ha, tê nó nhức được rồi, ha. Rồi con này cũng vậy. Ủa cái bật chóng mặt, bây giờ cũng đang chóng mặt rồi. Bị chóng mặt bà ba ha. Ừ, chóng mặt. Nhưng mà bà ba ở đây có mình với chị thấy nguy hiểm quá bà ba. Thế nào con đường này phải đi, chết sớm nào sớm, theo này. Tao không biết chết nay chóng mai, không thiệt. Yeah. Mà ở đây người ta tưởng khởi tao á, người ta không có được mạnh giỏi như tao. Mà con người ta nuôi kề cạnh. Còn tao con đi tí tháng, con đứa gửi gì không hẹn, tao kêu nó gì nuôi tao, nuôi người lấy gì nó sống. Dạ, yeah, yeah. Tao cũng gắng. Biết đến nay, con đừng mà phải đi thôi. Dạ. Yeah. Con thấy trong cái hôm nay con đến thì con thấy chị vậy đó. Rồi bà ba phải lo tất tần tật mọi chuyện. Chị không phải tự chủ, không thể làm gì được hết. Rồi con xin lỗi bà ba nha. Ví dụ như 10 năm, 20 năm nữa rồi cuộc sống của chị sao bà ba? Bà ba khi đó bà ba không nấu nổi được. Lúc đó đi ta về quê rồi ai làm gì làm. Không ai cần nuôi nó, nó phải cũng đi về quê luôn. Bà ba có nghĩ điều đó không? Có từng nghĩ không? Cũng mãi mãi hoài chứ người bây giờ trời kêu nó già không biết sao. Cũng lo bà ba ha. Ừ. Con chỉ sợ là những lúc bà ba không còn khỏe nấu cơm, ví dụ như những ngày nào mình không nấu cơm rồi được thì cái chị cũng không có gì ăn. Thì lúc đó đó, đó chắc con á lẽ nó cũng dòm chút đỉnh mà. Chứ không lẽ nó bò, phải không? Rồi cuộc sống như vậy nè, bà ba có mong ước điều gì không bà ba?
ước nuôi nhỏ này mạnh giỏi, nó đi trước tao, tao lo cho nó rồi tao đi cũng được, mà tao năm nay chắc tao chết rồi, bệnh hoài luôn, bệnh hoài nó mỏi mệt, đi nó đau, đi bước nó nhức nhức, bước nó nhức nhức cái đầu rồi. Dạ. Mà không lẽ đi nói người ta kia phải không? Dạ. Mà nhỏ vậy về thì không lẽ đi học với người ta, ta cự thêm nữa. Dạ. Ai lo cho mình đi nói vậy? Chỉ quan tâm cho mình những vật cầu xin con mình nó khỏe mạnh thôi. Dạ. Với mình cũng ơn trên cho mình nuôi nó, chừng nào ông bà đem theo thì mình phải đi thôi. Dạ. Con đường này ai cũng phải đi, phải không? Dạ. Sinh lão bệnh tử mà, ừ. Đời người ai cũng phải trải qua. Ở đây người ta trẻ, trẻ người ta đi nhất. Dạ. Hồi hồi lúc mà chỉ cái này bà chỉ nó bệnh là từ hồi nhỏ luôn hả bà? Chất độc da cam hồi nhỏ cũng đi được, nói chuyện được, ăn ở uống ở được, tắm rửa ăn được. Chất độc da cam nè, nó sụi bại đó, mới đi không được. Trước lúc mà bị sụi bại này kia cũng đi đứng được, đi lúc đứng. Đó có làm phụ bà được công việc gì không? Không có mệt gì được, cho nó cũng như nó khùng rồi mình dòm ngó nó vậy thôi, chứ nó không có đại như bây giờ. Nhưng mà đỡ hơn bây giờ ha. Cũng còn bới cơm rồi này kia được. Rồi đó ăn cơm ên được. Dạ. Rồi giờ nó bị tay biến. Dạ. Bây giờ gì nói con nghe, nó cũng muốn vậy. Nhưng người ta khôn chặt, khôn trí thức. Nhiều khi người ta đau, người ta còn khùng hơn. Dạ. Bởi ai cũng nói rồi, ta nói không được. Người khôn trí thức, chữ nghĩa thông minh. Mà đau còn khùng hốt, cứt ỉa, chay chét lòng thân. Mấy người lớn tuổi đó. Dạ. Mà vì sao cũng phải gắng chứ, để mình đi bỏ nó sao, phải không? Dạ. Cho mình đau, mình lo, mình nín thinh, lo, cho mình đi học người ta, phải không? Dạ. Tao nói mình bằng đây mình suy nghĩ rồi, tao có nói vậy không? Dạ. Không phải, mà tao kêu con, tao phải đi phê ăn người này kia. Con mình nuôi chứ mình đi phê ai, phải không? Dạ. Ở đâu người ta người dân cả lại mình mà người ta còn thương, mình không có việc con mà mình không thương. Dạ. Nhưng người ta thấy gì hoạn nạn gì khi người ta cho tiền, ví dụ. Yeah. Mấy người ở xa người ta có tiền người ta giàu người ta cho, chứ mình đâu có xin, tại người ta tự động người ta thấy tự nghiệp người ta cho. Yeah. Rồi ở đây người ta có cho gạo cho này kia bà ba có không? Cho dạ cũng chùa rồi bà ba, mà từ dịch tới giờ không có cho. Yeah. Anh em ruột có cho không à? Dạ. Mà ta ăn ít dịch à? Dạ. Là không có dịch đó là nhà nước có cho. Dạ. Yeah. Bao nhiêu ký một ký vậy. Dạ. Yeah. Từ dịch tới giờ ta ê ổn hơn thì em ruột cho con ruột cho ăn ít. Có khi nào nhà mình bị hụt gạo không ba? Ít lắm. Dạ, cũng có đủ rồi ha. Cũng đầy gai, bị ăn ít xịt. Nhưng mà tiền thì xài dính dính kiểu như là gói ghém. Tiền thì không đến đâu mà bị đau. Đau không cái được chuyển. Mình đi bác sĩ, mình đi bữa nay mới thì giờ cũng 1 triệu là giá chót. Vậy đó. Rồi phải đau rồi phải thay ra tiền đi chích. Dạ. Đau ít thì ở nhà cái đau gì phải đi chích, không chích nằm chết sao. Dạ. Bởi vậy. Thì đứa nào giật giật vô tiếp người ta coi. Mà nghe không có giết buồn quá. Đang nghe tin tức rồi. Dạ. Khi vô tiếng đó còn thấy cũng cổ lắm rồi đó. Thì già rồi có vô tiếng thì biết. Thấy là cũng cổ lắm rồi. Cái này hồi đó nhà ông ba cất hay sao bà ba ha? Tao mới cất đây. Mới cất đây hả? Ừ. Cũng 9-10 năm nay. 9-10 năm. Dạ. Nhưng giờ cũng có cái nhà che nắng che mưa, chỉ có lo cho chị này bệnh thôi. Trời ơi, nằm ngủ sướt mướt luôn rồi. Người ta đắp cho nó, người lấy gói này kê đầu cho nó rồi, chứ đâu phải bỏ liều đâu. Đây nè, lo cho nó vậy á. Ăn là phải tràn cái cần cỏ, để nó nhiễu đây nó lỡ. Nè. Thấy vậy là tao có đi đâu được không? Bữa nay không có giặt phơi được. Rồi đó, thấy không? Đó. Ủa tớ... cho bà ba để cái dầm nó lên trên... Đang dằn cái mùng, dằn cái mùng điện cho nó tóc. À, dằn cái mùng xuống ha. Đó, rồi cái... Rồi đây cái chai xịt mũi này xịt dầm dầm ở dưới chân này nè. Dạ. Đó, cái chai xịt mũi á. Mấy cháu đi thình lình lại ra không ai hay. Tao nghe điện một cái là nhiều khi nam này... ta cho hay á, ta cho hay. Bữa đó tôi lỡ tôi dòm nhỏ này mua chai dầu thơm xịt vòng vòng chở vô đây hôi tanh người ta gớm, mình quen nổi người ta lâu lâu lại như cậu nãy giờ coi đây nhìn đổ tanh cậu tanh rồi nghe không? Mua chai dầu thơm vài chục nữa anh mà xịt cho anh thay người ta làm việc mà
người ta văn minh không mà không lẽ mình lại cụ lên người ta tụ niệm người ta thấy không? Thế lại người ta chụp hình con mình, người ta nói này kia, không lẽ mình để cho người ta hôi tanh phải không? Rồi hồi trước là bà ba cũng làm ruộng hả bà ba? Làm ruộng, ta làm ruộng với ta buôn bán. Đó mình bán gì bà ba? Mình gạo sáo. Trà gạo bán ấy hả? Dạ. Hồi đó còn trẻ, bưng nứa rồi nổi, giờ bưng hết nổi rồi. Dạ. Nhưng mà con thấy cuộc sống của bà ba phía trước cũng còn nhiều cái gọi là khó khăn. Nghèo lắm coi, đó nè. Ông này bị bắt quân dịch là ông đi Campuchia bánh. Dạ. Người ta ở nhà tao nuôi một bầy con, tao phải lao động, tao mà tán gia bại sản. Rồi sao cũng thằng này bị trúng tiễn nghĩa vụ cái nữa. Đi 4-5 năm. Dạ. Là ông này bị nó đài qua Campuchia bánh. Nói đúng tuổi người quân dịch mà không chịu đi nó đài vậy. Nó qua bên sao mà không chết cũng nay, về đây mới chết. Dạ. Về đâu đụng nè, tính là ông về, ông mặn tiếp ai về, ông về có năm gửi cũng chết. Cái hình lắm đó. Dạ. Là bà ba ở vậy nuôi mấy anh mấy chị tới giờ ông này. Chết, ông chết có 4 mấy tuổi, tao cũng 4 mấy. Dạ. Cũng nhiều người dòm ngó, tao thấy tao cùng lần á. Mình không. Mình ở đây có đi hái rau đồ ăn được không bà ba? Gà thiếu gì mà ai đi hái, ăn gì đứt găng đâu ngã. Người ta cho là 5 năm mà tao không lấy luôn. Ăn gì đứt, ăn không tiêu. Đúng không? Trong bụng nó đau, bụng nó găng rồi nhà thơ nó móc, nó mổ, nó chẩn chết bà nội. Dạ. Tao ăn tao kỹ lưỡng, tao không ăn tầm 7 tầm 3 người ta. Là mình chỉ mua cá mua thịt ăn thôi. Cá là cá lóc, không? Đi thịt theo. Dạ. Mà cá trắng không dám mua, cho nhỏ nó ăn sợ nó ho với nó ngứa. Dạ. Đó. Rồi tao cũng vợ nữa, thành ra ăn cá mắc tiền, cá lóc nó mắc, thịt heo cũng mắc. Mà ăn đi nó muốn chết luôn. Dạ. Ở đâu có tao làm nước cho bay uống nha mày. À, dạ được, con đường xa lắm, con còn phải về nữa. Tại con ghé đây con thăm. Vậy xe mấy hồi? Con tới Vĩnh Long luôn rồi ba ơi. Vĩnh Long? Dạ. Tao có thằng cháu ở kế đây, nó trên Vĩnh Long, nó mới về chạy lên. Dạ. Rồi con tao là con cháu Út ở Bến Tre. Dạ. Là mấy anh mấy chị có gửi về tiền phụ rồi ba đúng không? Ít lắm. Nó mà cúp cấp kêu đủ nuôi vợ con nó có. Dạ. Năm không có lần. Nói nhà nước là thương mình cũng dòm ngó cũng không có đài lạ tao gì cũng đỡ. Dạ. Rồi như nước nôi đồ bà ba có thể dẫn con xuống đây được không? Như nước nôi đồ này kia bà ba này bơm vô hả bà? Ừ. Rồi bà ba nấu nấu củi này đấy hả? Cái gì dai quá nấu củi ha. Rồi nấu cái gì mà ít mình mềm mình nấu bếp ga nè. Dạ. Ừ. Rồi nước đây này sang đây, nước mưa. Cũng như là mình hầm xương đồ này kia dai dai á. Theo là làm cho nó mềm mình mới vô nấu bếp ga để nấu bếp ga nó hết ga lắm tiền. Dạ. Nó củi thì mình thấy mình mong không? Cái củi này là mình chặt mình đem vô. Ừ, tao làm khác. Yeah. Trời ơi, bà ba còn khỏe quá. Đó, tao này, cái gì cũng kế chân đây, đi tiêu đây, cười đá vậy ở đây. Rồi, bà ba có cái cối cổ quá trời xưa luôn rồi. Cái cối rượu, ba tao cũng cho tao bằng men rồi đó, tao nấu rượu. Mình xay men hả sao bà ba? Ừ, không có xay gạo, mình làm men rồi mới nấu rượu. Mình xay gạo ra, mình làm men là nấu rượu ha. Ừ. Nghề đó. Rồi hồi đó coi vậy là con thấy bà ba hồi đó cũng làm nhiều nghề lắm đó. Trời ơi, đủ nghề hết trơn mà rượu cũng nghèo. Kệ. Tại thần sốt rồi. Bà ba có thường đi chùa không bà ba? Có đi chứ, đó đi chùa đi núi vô đó mà. Tại nãy con nghe bà ba nói niệm Phật gì đó. Có ngủ phải niệm Phật đó. Dạ. Mà cúng gầm 30 phải cúng. Dạ. Ai chết thì phải đi cúng. Dạ. Đám giỡn gì cũng phải đi cúng. Dạ. Mình biết người ta mới biết mình chứ. Dạ. Tao nói nghe tao đủ thứ hết trơn mà. Rồi con đứa nào thất nghiệp về nuôi hết. Đứa nào đẻ đem về nhà nuôi, đứa nào đau đem về nhà nuôi. Ai mấy đứa nó giá giao gì đem về để cúng. Cúng heo, cúng đồ liền bắp. Gánh này khó nuôi. Là sao bà ba? Khó nuôi đau phải giái. Không giái là không hết. Bên nội nó nè. Dạ. Cái gánh trong tao bác sĩ không à? Bên tao. Mấy đứa chẳng nói trời ơi vậy ba sao mà con chỉ đau chỉ đặt bàn chỉ giái quá trời giái lên cũng bị gánh bên nội nó khó. Dạ. Yeah. Gánh trong tao chẳng bởi vì vậy nó ra đây cái nói hoài chị cúng nhiều quá trời cũng gầm 30 gì cũng cúng hết trời vậy mình thờ không cúng sao được. Dạ. Yeah. Gầm 30 gầm 8 gầm 7 30 gì mình cũng cúng cái không cúng trước cúng sao mình ăn cái bỏ ai. Dạ.
Dạ. Không? Dạ. Ta nói mất bà dì, bà nói bà già đó, bà tiếu quá, bà tào lao quá, chứ bà có gì đâu. Dám nói. Bà ba có, bà ba mới dám nói chứ. Còn là cũng như hàng ngày là ba rửa chén đồ này kia ở đây, nước nôi mình bơm lên. Rồi cái nấu ăn này, mấy cái bếp này hoặc là bếp ga, rồi đem vô lo cho chị. Để dừng hâm, mình để chẳng hâm. Dạ. Nấu đây nó dài quá, nó bếp ga nó mà hết ga rồi, mà tốn tiền cái bếp. Cái bình ga nó mấy trăm ngàn cái rẻ rồi. Dạ. Một bình ga bà xài được lâu không? Cũng dài, tháng, hai tháng vậy. Ồ, cũng mau á. Bị hâm á, để mà ngủi gắt, tao đâu dám ăn mình chứ. Yeah. Cái bụng mình một cái người ta đem tao đốt, tao kéo, tao làm, tao ôm, tao kéo, tao mua cái chổng mới, tao sợ tao đau với con, tao lại đông. Cái chổng lâu năm sợ lên nó sập đi, chưa chết luôn thì nhẹ chết thấy mẹ. Tao mua cái chổng mới, tao mới để bụng ngựa, tao đốt đây nè. Bữa chuẩn mình tới ổn. Tao lâu ơn chứ. Cái con ở mình bao chỗ khác rồi kêu gì. Dạ. Yeah. Nó bả già mà cái gì bảo bằng cũng nổi, nó gán mà không nổi. Nhưng mà con thấy ở tuổi của bà ba á, mà còn minh mẫn, còn nhanh nhẹn, còn lanh lợi nói chuyện, vậy là khỏe lắm bà ba. Khỏe, dịu cũng chết. Tại cái tính tàu nhỏ lớn vậy á. Nhưng với lại là bà ba hàng ngày mà tất tần tật những công việc trong nhà, bận rộn suốt vậy đó, rồi lo cho chị, rồi bận đêm bà ba cũng ngủ không được nữa. À, ngủ không được mà bà ngày tao không ngủ, tao không nằm. Tối ngày tao không biết ngủ ngày mà tao không biết nằm. Cái mà bà ngày vậy đó. Hồi đó tao còn con gái đó. Ba tao không có đâu, ngủ ngày không tính chết. Yeah. Hồi tao còn gái á. Yeah. Hồi lúc cặn cả tao đó, chồng đi coi chưa biết chồng ra sao mà hâu gã là phải chịu. Không chịu là bị từ cái phải chịu thôi. Ba tao đó không có. Bây giờ tao không biết ngủ ngày mà tao không biết nằm. Tao không biết bằng giật nữa chứ. Mà đêm chết 4 năm lần nhưng mà bằng ngày không ngủ. Hồi đó sao ông cụ không cho ngủ ngày mà ba? Con gái ngủ ngày đâu có được đâu. Từ đời xưa mà. Yeah. Ngủ ngày đâu ông tính chết à. Mà đi đâu mà về phải phân ta thưa à. Không thưa là con mất dạy hơn. Con thiếu trình độ nha. Là ổng mắng. Vì yeah. Ổng hồi đó ổng học giỏi, ổng con nhà giàu ổng học giỏi. Tiếng Tây với độ ổng gành hết. Yeah. Mày lại phân ta. Nếu mà cô bác mà lên mày hỏi hết rồi. Cô bác về kêu cuối quýnh là 10 gói là 10 gói. Yeah. Chứ không dám cãi đâu. Tao nào này coi tao biết bà ổng ra sao ổng gã tao. Cái tao khóc quá trời. Con đầu từ tao đâu dám thôi à. Cũng không, chịu luôn à, không thấy mặt chồng ra sao. Dạ. Yeah. Mai không coi không biết không làm quen mà không gì chứ nổ thiệt không biết dành cái mặt chứ làm sao. Dạ. Yeah. Ừ. Con hồi đó thở cha mẹ đúng không con. Dạ. Yeah. Con hồi đó con đông lắm hết đâu mà cũng đất nhiều lắm. Dạ. Yeah. Ừ. Mà cái gì cũng để cho con hồi đó mày biết chiến tranh mà phong trào Tây đó mà đâu có đi đâu. Yeah. Con ở nhà không. Yeah. Con trai là cho ăn học nhiều con gái học nhất nghiêm nhưng mà ngoại người ta. Yeah. Ừ. Mày học mày đủ bớt hết tán mày tính địa tiền này kia được thôi. Còn con trai học giỏi có làm quan được nuôi cha mẹ được con gái mà ngoại người ta. Yeah. Ăn con ngồi ở nhà ngoài gái đổi heo. Yeah. Như vậy bởi gái đó không có nhận bè chứ. Ba tao không khó lắm, cặn bản, chữ Tây chứ vẫn nói gót gót luôn. Rồi bây giờ bà ba có dạy cho con bà ba giống như ông cụ dạy bà ba ngày xưa không? Không, bây giờ không có được. Bây giờ con đã xịt rồi nói là có được. Mà đi mà mướn phương xa hoài có ở chung, ở đó ở chung con. Có khi nào bà ba kể lại cho mấy anh mấy chị nghe điều đó không bà ba? Để con có nói ông ngoại đó khó mà kia vậy đó. Dạ. Yeah. Rồi mấy anh chị có nói gì không bà ba? Cười cười không? Dạ. Yeah. Con tao nói chung nó cũng nói cái dòng nó có hổn. Dạ. Yeah. Nào cũng không hổn. Nói chuyện với vậy lễ phép. Con thấy bà ba ở đây có mình mà gọn hơn, cái nào cũng sạch sẽ chứ. Vậy ta ơi, hồi đó cái nhà cao bự lắm, 3 căn, nha. Nhà dưới luôn, bị con đông mà, yeah. Con đông. Rồi cái mới đầu mấy ông nhà nước lại cho được 10 mấy triệu cái nhà tình thương. Gốt của cái nhà con 10 mấy triệu không đủ tiền thợ còn nhiêu. Còn như rượu mẹ mất ra tiền thích nỉ mẹ hơn. Cho đủ tiền thợ thợ hồ. Dạ. Tiền thợ hết 11 triệu còn cà phê cà pháo sao luôn. Một tuần lễ phải đãi người ta. Buổi sáng rồi lại phải đãi cà phê người ta. Tuần lễ phải cho nhậu 1 triệu. Có gì đâu cũng gắn mà. Dạ. Vậy người ta không cho cũng được. Nhà tao có một lúc mà đi không có chơi tường.
Ngày xưa nhà lớn mà nhà cục đúc rồi ba ha. Cục ba căn không á. Dạ. Bây giờ ở anh cất nhỏ chứ hồi đó tạo cái nhà cũng ba căn rồi, nhà dưới rồi trái nữa. Rồi nhà sau nó ngủ nữa. Dạ. Hồi đó là mấy anh mấy chị còn ở nhà đông. Ở chung. Rồi cho nên là làm gì lớn rộng. Với mình đám cưới lắm đâu đó. Dạ. Con đứa nào gả cứ gả cứ làm y y hoài. Dạ. Còn ba có mong ước là anh chị nào về đây ở với ba không? Thôi ghẻ người ta bằng việc không dễ gì vậy. Ghẻ hả ba? Có con gái mà thằng ghẻ nó bằng việc, nó làm việc ở đâu sao nó đâu có chịu ở bây giờ. Dạ. Thằng kia người ta cái nên nhà bên cửa nhà của tao thua cái chuồng heo ở trong. Người ta không lẽ nó về nó ở gì. Người ta có tiền tao mua đất mua đây, mong mà tao có giống gì đâu mà về đây ở. Vậy sao mấy anh chị không giúp bà ba tiền hàng tháng cho ba khỏe chút? Thì nó dụ tao có đau nó đi nuôi mỏng mỏng vậy ha. Rồi bắt đầu có gì lại thăm má rồi mua sữa vậy đó. Dạ. Cho má là thăm thì ngày nữa ngày thì nếu tao khỏe thì thôi về, còn mấy ngày mai về nuôi heo cả trăm con sao ở được. Dạ. Rồi ruộng đất người ta mênh mông tao có giống gì hả? Dừng lại nhiêu phút rồi em? Là bà ba chia sẻ với con là bà ba có nghề bó chổi nữa. Ừ. Dạ. Mình... ở đường quê thì đó mình ruộng mà quét lúa không bó chổi lấy gì quét. Dạ. Ba tao 100-200 con ruộng. Dạ. Ba tao trong. Tao bó tao còn gái ở trong. Rồi mình gạo làm sao rồi. Rồi bà ba bó chổi bà ba đem đi về vài lỗ bán hay sao bà? Không. Người ta lại lấy rồi. Dạ. Bó rồi cho con, cho anh em 2 cây đều hết. Thành phố cũng về cho, đang nói quét. Chú tiền, chú đồ cho, rồi nó cho tiền chất đỉnh. Cho không lấy tiền. Dạ. À, ai cũng phái. Ôm vô trong xứ nhà tao chẳng em tao cháu tao mấy đứa ở thành phố nó về cái cho nó đặng nó quét xuống tiên nó quét xung quanh chứ không phải tao quét trong nhà. Dạ. Mấy đứa cháu của em con mấy anh tao là chẳng. Rồi như ở đây là bà ba bó ăn cây, bà ba bán được nhiêu tiền bà ba? 40 ngàn ha. Dạ. Rồi chổi mà tao vừa tao cao kiển là 50. Dạ. Kiển. Dạ. Nó đẹp hơn là cái chỗ người ta bán ở đường lộ. Dạ. Thì bằng cụ lành bảy có tiền đỡ hơn không. Một ngày con ví dụ như một ngày có cộng vừa sẵn bà ba bó được cây chổi không bà ba? Hồi đó còn trẻ ha. Là một ngày 5-6 cây. Dạ. Rồi sau cùng này từ lại 4 cây. Bây giờ về cơm nước nhỏ này ngày có 1 cây. Dạ tại vì bà ba lo cho chỉ lo này kia. Thành ra không có ngồi được. Đúng mà con vậy, nếu mà vậy bà ba có đâu có giờ nào nghỉ đâu bà ba. Không có giờ nào nghỉ. Tao nói tối ngày tao không biết nằm mà tao không biết ngủ ngày đó mày nói, tin không? Dạ. Nhà mông trường chiếu vậy, giống vậy rồi không có khi nào nằm. Hồi đó nằm ở chung ông ngoại bà nằm, ông muốn chỗ cha đầu cho bà đầu. Nằm giật chùm vừa đâu có được. Dạ. Mà ba tao cũng xưa ông kỹ. Dạ. Không có cho con gái này đi chơi, gông ghẻ. Bây giờ hát bằng đó mà ở đây không cho đi là không dám đi. Con ở đời đó sợ cha mẹ dữ lắm. Dạ. Yeah. Bây giờ lũ mẹ dâu con nó nạt bà già chồng nhấp cà ra đằng kia. Mình chồng nó mặn được gì có tiền. Người già này mà không được cái gì chứ. Người đem tiền gì khi cho mẹ chuyện chút đỉnh thì con dâu nó xịt rồi. Bà ba nghe được điều đó bà ba có tuổi thân không bà ba? Hả? Thấy như vậy bà ba lớn tuổi vậy mà nghe được cái cũng như bây giờ vậy đó. Bà ba thấy mình có buồn không? Không. Tự nhiên. Chết. Chết đai giống mày ở đây giận hờn anh. Ai lại tao cũng vẫn vui vẻ. Ai lại tao cũng mừng. Nhưng tụi bay nói cho tao đợi sữa tụi bay uống, bay không chịu. Chứ không phải mà tao, ai lại nhà tao rồi đừng liền. Cho anh này, cho kia. Rồi khi ở chơi lâu rồi tao, ai biết ăn chầu, tao kêu ăn chầu. Rồi ai biết uống rượu, tao kêu mua rượu cho người ta uống, con tao. Rồi ai già cả lại đây, tao quậy sữa cho uống. Rồi ba biết ăn chầu không? Ăn. Đó chồng chồng, mần lộ rồi, hư ba chầu hết trơn. À. Ở đây tao cho chồng, tao cúng nhóc. Ổng vậy, tao đem tao cho nhóc hết trơn. Chồng hai lần là chết hết trơn, đi làm lộ hai lần. Rồi nhờ ba cái chầu tao quá trời. Ở đây ai cũng tao cũng cho cái gì, tao cũng cho chầu cao dâu rủ hết. Là mà nó lộ lâu quá cái chầu héo hết trơn, chồng lại chết. Yeah. Rồi bắt đầu gầy dựng lại, bưng phân chỗ này chỗ kia về. Tạm lần lộ lại nữa. Nhà bây giờ cái lộ vậy mà nhà nước còn chưa chịu thu nhập nữa. Yeah. Làm mới lẹn lẹn mà được lộ kìa. Chứ đâu phải nhìn chơi. Bá mập xà bì. Ai đi thanh tra cái gì khúc này khỏi, tao quẹt.
tao quét trước, tao mừng cỏ mừng khỏi ai nói về cộng này, không có quở tao gì. Già đi lên cỏ gác độ khá dơ hầy tao ra lỡ tao coi bấm lửa quét trước tối ngày rửa sạch hoài không có cho dơ. Từ cây cỏ qua dai cũng nhỏ bởi tay chân nè, mày thấy không? Hờn hối vậy. Con hỏi bà ba như hồi đó bà ba còn gái ở chung với ông cụ đó, rồi ba đâu được đi chơi gì đâu hả? Thôi trời ơi. Rồi đám tiệc đâu được đi không bà ba? Đám tiệc thì đi đưa dao rước dao tao mượn giùm. Bị ba tao không có cửa thì thành ra tao có quần áo tao mới mượn. Đời hồi đó tao có quần áo bận bao nhiêu. Ba tao không sắm quần áo cho con đầy đủ. Lâu cái cũng cho đi thành phố chơi. Mình ngồi ruộng cái ông cho đứa chục không ruộng, chục dạ lúa bán lên thành phố chơi. Cái cho thiết bộ chứ để nhà quê. Nó ngay là cũng được vậy đó. Là hồi đó thì tuy là ông cụ ông con nói đây là giống như là gia phong lễ giáo ngày xưa bà ba ha. Cũng hồi xưa thì giống bà ba nói hồi nãy là con gái thì ăn cơm ngồi ở nhà ngoài, không có được đi học nhiều. Nhưng mà ông bà thì cũng giữ gìn, không có cho ngủ ngày rồi này kia, sợ người ta quở quan rồi này kia. Không có ngủ ngày được đâu. Nhưng mà bà ba được hơn mấy bà cụ khác là bà được nhiều quần áo hơn. Được ông cụ dẫn đi này đi kia. Mà ngay cho con tiến bộ, mình rồi dụ rồi, ông có trong 1-200 con ruộng cho lúa con đi thành phố chơi mở mang. Em có được vậy. Giờ ruộng nó còn không ba? Còn bây giờ cho con hết rồi. Ba tao già ông chắc cũng cho con. Bởi chồng tao khỏe re, tao ngủ ngáy khò, tao cũng có ăn. Bị ba tao cũng để đất đai nhiều. Để cho mấy ông cụ con trai. Con trai rồi cháu nội. Dạ, tại vì bà ba ăn cơm ngủ ở nhà ngoài rồi. Gái đổi heo mà. Gái cho ăn học ít, trai cho học nhiều. Dạ. Gái bà ngoại người ta. Ông gái đổi heo. Đổi heo. Bây giờ gái nhờ chết mẹ luôn rồi bây giờ nè. Dạ. Mà ai lại khách tới nhà, mẹ ở trong nhà bếp chứ mày lú ra mày ngồi tới luôn bây giờ. Khách về là kêu lên cuối rồi. Cuối rồi. Quýnh rồi bắt đầu phân tay á. Rồi còn lại ba lại hỏi tội lỗi gì rồi quýnh rồi còn bắt xin lỗi rồi còn lại. Trời ơi. Không dám khóc chạy rồi mà hè mà anh vuốt đó trời ơi nó đau ông quýnh vô mây không. Dạ. Đó bởi nhà ba tao không nghiêm nhặt. Ai mà tới nhà mình mày núp núp thì giờ mà hồi giờ là bị kêu lên cúi rồi. Dạ. Không có khi nào mày đi đâu mày cũng phải gì mày cúi chứ. Chứ không phải đi, đi gượt dơ như đàn ông tao không có. Chứ bà ba không nói với bà cụ. Má tao hả? Má tao ba hiền. Ba tao đó phong trào rồi đó kêu má tao là dạ không á. Kêu dạ không á. Dạ. Tao nói, cái tao dẫn ốc. Nó có chồng tôi, lúc đó tao 14, 15 tuổi rồi. Cái ông kêu đúng dạ. Bắt đầu ông nghe cái là ông kêu cuối rồi. Quýnh mười coi. Dạ. Con nghiệp tử trời đi. Má tao dưới bến mà. Kêu lớn tiếng má tao dạ lớn là lên. Nó có chồng không? Chồng. Ôi, dạ lớn cũng không được nữa hả ba? Không, dạ lớn ổng nói mày nát không. Trời ơi. Rồi con hỏi bà ba nè, rồi lúc bà ba có chồng về bà ba có dạ không? Hả? Trời ơi, tân thời rồi dạ gì? Rồi đó rồi, còn xưa. Lúc mà bà ba có chồng thì ông cũ còn sống mà. Còn mình nhưng mình bên chồng tao không có nho giáo dữ vậy. À, rồi nông nhưng dân. Mà khi lúc đó bà ba dẫn ông ba về bên nhà mình á, nhà ông cũ á, rồi bà ba có dạ cho ông cụ nghe không? Có. Con hỏi bà ba lúc bà ba lấy chồng rồi là gặp ông ba rồi đó. Về rồi, có khi nào bà ba làm lỗi gì mà bị ông cụ quýnh 10 roi không bà ba? Không, ông không quýnh đâu. Tao mà với ông hơi sụt sụt gì anh. Là về chồng thì ông mà gì không phải nhận lỗi. Chầu cao năn nỉ bà vợ chồng. Khi bà vợ chồng ở nhà không dám cãi. Tao với ông có cãi gì là không có bà ở nhà có cãi. Mà nếu có cãi rồi mà tao có về chồng mà nghe không phải ông biểu gì là phải chầu rượu. Năn nỉ bà vợ chồng. Dạ. Có nghe lời ông chứ không nghe nỉ gì. Vì bà chầu rượu nói chuyện. Nhận lỗi bà. Dạ. Mà mới không có dám vậy nữa. Con hỏi bà ba nè, như là bà ba kinh qua cũng mấy mươi năm rồi, từ thời Pháp thuộc tới giờ. So với những bà cụ phụ nữ ngày xưa với những chị em phụ nữ bây giờ đó, bà ba thấy cuộc sống nào khỏe hơn bà ba? Bây giờ nó đủ. Bây giờ không ai cầm quyền tao nữa. Bây giờ ở cô đơn chứ nó đủ hơn rồi. Còn con đông với ở độ này có ai bán. Ở đây là nó bán, bây giờ nó bán lừ khứ em. Hồi đó mắc đi tới Phụng Hiệp, đi tới Phú Lộc mới có mua ăn được. Bây giờ chợ lừ ở trên nó bán lộ đen hết trơn, đâu có nhận thèm. Dạ. Bây giờ con ít. Hồi đó con đông cái thì nhường cho nó ăn. Dạ.
ăn vợ giả thấy không để mẹ với chứ có vợ mái đâu. Ăn dội giả rồi ba. Bà ba mới nói ăn dội giả là gạo giả. Ăn gạo giả. À, gạo xay giả lúa. Là gạo xay ha. Ừ, xay lúa giả gạo. À. Ừ. Rồi mang bánh này xay cối này xay bột. Dạ. Yeah. Con đông mà một cái cả đống cả lẹ ăn mới đủ. Dạ. Yeah. Nhìn thèm nhìn khác quá nó ăn nhiều, bây giờ bụng mẹ nhẹ ăn ngán chút mẹ ai ạ. Bây giờ là ta đem tới nhà mình ta bán luôn rồi. Hồi xưa là không có là thèm. Con ví dụ như con thì cũng không biết nhiều nhưng mà có cái con biết được ngày xưa thì dưa hấu tới Tết mới có mùa. Bây giờ lưng hết chân luôn. Hồi đó con thèm dưa hấu lắm mà ba. Con thèm trong tới Tết rằng có dưa hấu ăn. Ở đây muốn mua gì lên tới Phụng Hiệp chứ ngã bảy chứ. Đây lên ngã bảy gần không mà ba? Mấy chục cây số mà gần gì? Dạ. Cả trăm cây số vậy. Đâu, đây đâu có là hồi đó bà ba đi lên đó mua đồ luôn. Ừ. Rồi mình đi bằng cái gì bà ba hồi xưa? Chèo hết lý mẹ lên chợ. Trời ơi, chèo chừng nào mới tới bà ba? Thì chèo qua chừng nào tới thôi. Rồi sáng bà ba đi vậy là tới chiều mới về tới đây đó. Chiều về đâu có kịp. Nên dẫn tụi mẹ tới chiều rồi đóng đồ mua phía mua chừng 4 giờ chèo dài về, rau dài dài về. À, là bà ba lên đó mua đồ về bán. Ừ. Lên chợ nổi chả nó bà ba? Nhỏ bảy Phụng Hiệp chứ. Dạ. Ngay chỗ ông bán chiếu ha. Ừ. Muốn mua cái gì Phú Lộc. Dạ. Phú Lộc là du gia Phú Lộc hả bà? Phú Lộc với ở dưới. Dạ. Chứ hồi đó ở đây ngã năm còn không có, Long Mỹ rồi không có. Bây giờ chợ lừ hết chân luôn. Thay xã này chợ. Ở đây chợ lùm lum hết chân. Con hỏi bà ba có thèm ăn gì không? Không. Mãi năm không có thèm. Dạ. Có buồn muốn ăn trầu vậy thôi. Buồn ăn trầu. Bây giờ bà ba có buồn không? Bây giờ nãy giờ muốn ăn mà thôi mà biết ăn. Ờ bà ba ăn đi để thôi. À, ăn không ăn cũng được, cũng sao. Dạ. Con muốn ông bà cô chú thấy được cái hình ảnh bà cụ ăn trầu, bà ba ăn lại đi. Tại vì bây giờ con nói bà ba ha, 10 nhà chưa chắc gì có một bà được ăn trầu nữa. Ừ, cái xóm này mấy bà già nhỏ ăn tao ăn trầu chết hết trơn rồi còn mình ăn tao. Mà còn sống cũng nằm chỗ. Mấy bà cụ nói ăn trầu khỏe răng lắm hả bà ba? Ừ, nghe nói vậy. Rồi hồi trước là sao bà ba ăn trầu bà ba? Hồi đó má tao ăn trầu. Dạ. Rồi cái tao xanh cái má tao têm vô ăn cho những cho sạch miệng con, ăn cho sạch miệng cho cứng răng con. Bắt đầu ăn cái làm xui cái chỗ bà này bà già mà bà có ăn trầu cái bà ra bà coi con tao cái bà đem qua hòn cao dày rồi đem ra cho bà về cái bỏ lại cái tao tập tao ăn. Cái ăn cái ông này ông ói, ông gốm ông ói. Ông ói quá trời ói, ông gốm. À. Mà lúc mà ông ba đi coi bà ba là bà ba ăn chậu chưa? Con nít ăn chậu gì? À chưa ha. Mới hôm mấy tuổi bạn gái mà ăn chậu gì? À tới sau này mới ăn chậu. Đẻ hai đứa con mới ăn chậu. Dạ. Mà ông này ông gốm ói vậy. Ông ba có khoản đói bà ba ăn chậu không? Có. Ông nói ai ghét tao như ai ăn chậu tao ghét. Tôi ăn chậu ai uống rượu như tôi ghét như. Tao nói lại chơi vậy văn nghệ vậy. Dạ. Chứ ông với tao có gầy lộn. Dạ. Ông hiền lắm. Dạ. Bởi mấy đứa em tao ngoài nó thương ổng. Dạ. Ông hiền. Dạ. Thôi, bữa nay con xuống đây con thấy thứ nhất là bà ba lớn tuổi mà nuôi chị đó bệnh nữa. Cũng nhiều cái vất vả bà ba ha. Người con của bà ba thì đi làm phương xa hết rồi, thỉnh thoảng mới có về. Thì đồng cảm đó thì hôm nay con xin phép bà ba con ghi hình ảnh của bà ba lên kênh của con. Kênh con là Nghĩa Phước Vlog. À, nếu hữu duyên được ông bà cô chú thương á, có gửi yêu thương con quay lại con thăm bà ba. Trước khi ra về con có món quà con tặng bà ba. Con xin gửi tặng bà ba 500 ngàn của cái này là của nhóm cô Đặng ở bên nước Úc á, gửi cho con. Nay con gửi đây bà ba. Vậy ba cảm ơn con nha. Bà ba cảm ơn nhóm cô Đặng bên nước Úc. Cảm ơn cô đó luôn. Cầu chúc thánh chánh nha, vui vẻ nha. Dạ. Có khi nào đi ngang đi ghé thăm tao nha. Dạ, mới mốt con xuống bà ba kể chuyện. Mới mốt mày bận buồn là áo khác tao quên mày. Thì hết bệnh. Dạ, hay quên đó. Dạ, hay quên đó bà ba. Quên. Con nghĩ là ông bà cụ ngày xưa sống rất là khỏe, rất là thọ. Có cái là không có ăn quá chất nhiều giống vợ bà ba. Có gì đâu ăn. Dạ. Hồi đó không có gì ăn hết trơn. Mà đồ đã ở bên ngã bảy dẫn mình sao ăn. Dạ. Rồi ở đây mày biết không? Phân chào Tây. Dạ. Ở đây ở đó Việt Cộng mà kêu Việt Minh. Là cũng như là mình hồi đó không có mua được gì ăn hết. Ừ. Rồi mà làm cái được gì ăn lấy. Nhưng mà cá là ruộng này nhiều hả bà ba ha? Cá nhiều. Dạ. Cá nhiều. Dạ. Ở đó cá nhiều lắm. Dạ. Không có ăn cực gì. Bây giờ rồi ít cá rồi. Dạ. Nhưng mà cá lóc ít chứ rồi đó cá. Cá hồi đó dữ lắm. Hồi đó ông này ông nghề cá giỏi dữ dội. Dạ. Cá bự. Dạ. Ừ.
còn gì nữa không? Con làm rồi lên dẫn uống miếng nước đi. Dạ thôi thì con hôm nay con đến con thăm bà ba, chúc bà ba nhiều sức khỏe để lo cho chị đó ha. Cảm ơn con nha. Dạ. Chúc con khỏe mạnh. Dạ. Có đi ngang đây ghé thăm ta rồi nói cho gành cho tao quên chơi. Dạ. Đừng nói bữa hổm bả vui vẻ, bữa nay gặp mình cái bả chân chùm dầm vậy. Dạ. Nghĩa cũng xin chân thành, con cũng xin chân thành cảm ơn nhóm cô Đặng bên nước Úc đã gửi cho bà ba 500 ngàn. Chúc nhóm cô Đặng luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống. Cảm ơn hai cháu hết trơn. Dạ. Tao giờ tao biết nói gì cho vừa, tụi bay giờ tao cũng nông dân cũng là cụ lành nữa. Con Nghĩa cũng xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Tạm biệt quý cô ông bà cô chú anh chị.